mà ý cả ý là ý là mà anh không tin là kiểu như sao cái vấn đề tâm linh nó nếu mà nói tự nhiên cái là không tin, phải để ở ngoài thực tế ở ngoài nè, vỗ lộ nè, nếu cái tôi tin liền. Còn âm mưu là vấn đề thần bí, cái chuyện đó là chuyện đó, do mình bí kíp hay hoặc mình làm gì đó thì cái chuyện đó là mà tôi không tin cái vấn đề đó. Thật không? Tôi dân địa phương tôi không tin. Ý là ý là anh không tin thầy bà đó ha. Đúng, ok. Nói với vấn đề tâm linh là anh không tin. Anh nói thật lòng luôn. Như còn cái vấn đề trái này là đúng ok. Nghĩ sao? Đúng rồi. Như cái vấn đề trái. Cái này là do cái tự phát trong cái xã hội thôi. Chứ thật sự là nếu mà để ngoài này nếu tự trái tôi tin liền. Nếu mà đi kép quay tôi không đi bằng đầu, tôi đi bằng cái đầu tôi xuống đất để vỗ lậu cho tôi. Tôi nói thật lòng không, cái này tôi thật lòng á, tôi là phải tu học, tôi là một người Việt Nam công dân, tôi phải tôi không tâm linh. Nhưng mà nói cho đúng, bây giờ trước nhất xã hội á là phải cái là ủng hộ hết chứ không phải ủng hộ cái gì nó cũng có cái mặt trái và mặt phải của nó. Ok, bây giờ em xin phép hỏi anh thứ mấy? Thôi không có thứ gì anh nghe bạn anh, là, anh nhịn ở bầu mua đi thật lòng anh nhịn okay. Bây giờ vậy nè, thôi anh ngồi xuống đây đi, anh ngồi xuống vậy nè, để em nói gì nè. Đồng ý kênh giờ... YouTube thì mình diễn giải thì mình nhiều thứ rồi bây anh giờ... biết anh dạ. Biết anh hiểu bây giờ vậy anh cũng có theo dõi anh hiểu nhưng đúng mà giờ cũng như nhiều người cũng quan mang giờ okay, thầy okay, cũng okay. Có rồi chị cái này kia cũng không hết nhưng mà giờ nãy giờ ông xã không cái này thật sự tôi ở gần từ đây hồi xưa giờ nghe nhưng mà tôi chưa thấy thật sự. Nếu lại vỗ lậu đi, nếu cô Năm mà bà đem ra mà đó cái nếu vỗ lậu tôi tin là thật sự luôn. Là bây giờ ông xã em không xuống nãy giờ ông thu. Thôi ha, cái vụ đó tôi không có biết. Đồng là... bằng của cô Năm mà tôi không biết nhưng mà để vỗ lậu cho tôi. YouTube quay trực tiếp tôi đứng tôi quay luôn. Đúng. Tôi mở camera điện thoại tôi lên tôi quay luôn. Nhưng anh nói em không phản đối gì hết trơn á, anh nói em không phản đối nhưng chứ mà mình không có diễn giải, nói chung là nhiều khi em quay YouTube á là em chủ kênh em còn phải diễn giải. Dạ. Có nhiều thứ lắm. Dạ. Sao mà chỉ hành sự công an hoặc người ta vô ta làm á. Nó mới đúng trên cái phương hướng. Đúng. Mình nói vô đúng. Bây giờ á nãy giờ em có đăng ký kênh YouTube của em mà ok đóng thế là quà phải không? Ok phải không? Không em đâu có YouTube gì đâu. Hả là em nhà tài trợ hả là sao? Dạ dạ. YouTube nè. Thôi giờ là em không có hỏi không có YouTube. Không cái này anh nói thật lòng nghe. Cái này anh nói thật tu không đúng thiệt. Em là mạnh thường quân. Em là mạnh thường quân. Rồi. Okay. Cái này cũng là mình một người để mà chứng kiến để mà mình ủng hộ công việc. Rồi. Tụi em YouTube cứ ok đăng lên. Em là mạnh thường quân. Nay lâu dữ lắm rồi. Nay lâu dữ lắm rồi tôi mới lại thật sự nghe. Nhưng mà có là đang nhậu nhưng mà ở gần đây. Anh nói hết chưa tới em nói. Rồi. Bây giờ anh là gần ở đây địa phương đến địa phương. Okay. Em là mạnh thường quân nói thiệt dạ, nói thật lòng luôn đúng rồi bây giờ từng nào chính mắt mình thấy dạ. Mới được chứ dạ, còn thí dụ như ở sau lưng thì nhiều công việc chứ lắm dạ thì anh đó nói... anh nói vậy là em không có phản đối em ok với anh em không phản đối em là nhà tài trợ dạ. Rồi ok anh cảm ơn rất nhiều về ủng hộ được dạ. Cái địa phương của anh là anh cũng còn nhiều rồi ok nhưng mà thôi đi bây giờ cái này nó cũng tâm linh nhiều cái phần tâm linh nhiều khi á là chính quyền địa phương ở đây chắc có lẽ là cô Năm cũng báo nhiều rồi phải không nhưng mà anh em mà ta vô dạ, mà chúng tôi có xác thực để làm á còn bên chỉ anh em YouTube để làm cái YouTube thôi bây giờ vợ chồng em lên đây á là cũng như những cái trái này hoài mình khắc phục hoài nó không hết thì bây giờ chồng em á đi lên đây bây giờ gom một quẹt hết gom mọi người lừa lên đây hết rồi, hết coi ví dụ nó trong này nó trái coi có ai trong này hay không rồi nó trái như thế nào anh ok không em nói nãy giờ tiếp thu không đó bây giờ cái trái không ai tìm ra được cái nguyên nhân bây giờ ông xã em muốn vô ông gom có thể cái tấm niệm nó trái hết tấm niệm nó luôn ta không trái hết tấm niệm luôn không bây giờ mình mời có thể trái hết tấm niệm luôn rồi trong nhà lên hết luôn trái chút xíu thôi hả hay là sao hả là nhưng mà nó trái hết luôn tấm niệm nó không hết luôn hả tức là tất cả những người có thể là chuẩn bị trước cái đó bây giờ anh thực tế ở đây anh cũng và đàn con có bút mắt bây giờ về đi chị với nó là ra ngồi xuống cái một cây mở bình trái đi chuẩn bị một cái bình xịt một cái bình xịt ấy nha anh cho trái hết luôn cái này là nhà công an nghe là bà mận tờ biên bản có ăn đó có ra chạy tại chỗ đó luôn đó anh hai nói là em hai nói để cái đó là anh hai nhận này có tên mà tết tên không tên hả công an không tên thì anh mà quần áo lúc mềm mà mềm không cái này khi anh nói rồi bị nhiều sự là nói thôi rồi nói rồi nói vẫn cái cũng nghe cái không phải ông nội ta đúng thì bây giờ á mình anh hai mình ở đây thì mình hiểu hết rồi mà anh hai này là anh chắc bên này anh là vợ ông trời phụ nữ là anh không có hiểu gì luôn anh giờ anh nói là anh không hiểu gì luôn thì thôi đi bây giờ cũng nói chung á anh đó ai cũng đó. Nghĩ có một à, ai cũng có nghĩ là một cái vấn đề này một cái vấn đề nào mình là địa phương mình là địa phương là mình đúng không
có chuyện ra ở trong cái gia đình mình nó nhiều, nó có nỗi khổ rồi. Bây giờ thì bây giờ á, ý Đốt Khanh á, anh nói thôi, không có ai suy nghĩ gì hết, giờ trong gia đình một quẹo tôi tịch thu hết, hỏi ai nghi ngờ, hỏi ai nghi ngờ, hỏi ai mang. Nếu ai có nghi ngờ gì thì để Đốt Khanh, Đốt Khanh gom gom hết rồi quẹt lên, rồi mời hết ở trong nhà lên. Còn nếu ở trong mà tự nó bật cháy, đó là một cái ngẫu nhiên thiên nhiên, đúng chưa? Ý anh Thanh muốn làm cái anh Thanh như vậy để cho mọi người cộng đồng hiểu, để cho mọi người nghĩ người ta nghi ngờ. Nếu có trường hợp tâm linh, mình sẽ là xử lý tâm linh. Đó, nhiều khi á có những cái chuyện khác để từ từ, để cho gia đình ăn cơm xong mà làm cái một nha, để cho ăn cơm xong đi làm cái một luôn. Để ăn cơm xong đi. Cái nói vậy anh điện. Để nhiều khi có những người quan mang cứ nghĩ gia đình mình dàn dựng đốt. Thì hôm nay anh Thanh đi lên để hỏi có bây giờ nếu cái người nào mà quan mang nghĩ gia đình mình dàn dựng đốt thì anh Thanh đi lên đến đây anh Thanh gom một quẹt hết. Rồi khi cơm nước nấu xong rồi mời hết lên nhà trên. Ở trên này. Rồi ở trong nó tự nó bật cháy rồi, đó mới là cái sự thật để cho người ta thấy cái thực tế nữa. Không còn nghi ngờ nữa. Không có nghi ngờ nữa, để thôi á, nhiều khi bây giờ có những người ta tin, những người người ta còn hoang mang. Đó, người ta cứ nghĩ là mình dàn dựng đốt. Thì bây giờ anh Thanh cứ lên để làm như vậy, có cái phương pháp như vậy, gom một quẹt hết. Mời ăn cơm nước xong lên nhà trên mình hết. Trong nhà để coi coi, mình coi theo dõi coi nó bật cháy không. À, dạ thì nói chung ở đây thì mình cũng không có thể nào mà trách cộng đồng bạn được, tại vì nhiều khi người ta chưa có thấy thì không thấy, người ta sẽ không mình chị không có trách, nhưng mà có người người ta không có hiểu hết được, người ta quan mang, em hiểu không? Những cái người ta hiểu ta biết, chứ là mình không có trách cộng đồng. Mấy em thông cảm cho một hồi, mình mời gia đình hết luôn mà nha. Rồi kêu mấy anh, mấy em chắc còn một cái máy camera thì quay ngoài đi. Rồi mấy người phải giữ giùm tôi ngoài này nha. Rồi. Rồi em cảm ơn. Để cho mọi người hiểu thêm, để thôi nhiều khi người ta nghi ngờ, người ta nói mình dàn dựng này nọ kia cũng khổ lắm. Cũng khổ cho gia đình nữa, bây giờ cũng khổ lắm. Mới lần cái bộ. Rồi đến năm nay cơ. Không có thấy. Đó mỗi lần mà giờ nghe cháy là bây giờ vợ chồng đi em tin chị em dễ phải không? Chị cũng ở nhà để nói bữa nay hôm là đi hôm nay lên đặng mua giùm cho gia đình một chiếc xe đạp điện, rồi đặng chị ở đó chờ là xong đặng gửi chiếc xe về cho em, chỉ gửi một chút ít quà nho nhỏ về cho em, xong rồi chị thu xếp đi đám. Thì chị đi vừa tới đám vừa cúng khai trương cho con trai chị, thì nghe dưới này bốc cháy là anh với chị chưa kịp ăn là quay trở về. Nói chung nghe gia đình em như vậy chị cũng xót ruột lắm. Từ hôm bữa tới giờ nó mà có mấy bữa nó yên yên chị cũng mừng, mà bữa nay nó bốc cháy trở lại. Nhưng mà bữa hổm thì vợ chồng thầy Hà có lên tuyên bố là nói là khẳng định là làm hết 100%. Nhưng mà bà thầy thì bà cứ người giật bà sợ, khi mà bà làm cái chồng ông thầy làm là nói là bảo đảm hết 100%, nhưng mà sợ mình ở ngoài là đốt cháy để du quan lên cái ý của bà thầy vậy. Rồi bà lên cũng như bà đi theo bà giữ những người bà thầy bà nghi ngờ, thì là có cái sự vậy thì được hết vài ba ngày, nó im vài ba ngày đó, rồi hôm nay nó tự nó bốc nữa. Thì bây giờ chị lên là cái phương pháp thứ hai là giờ để làm cho bà thầy bà không có nghi vấn gì. Thì bây giờ là anh Thanh lên tịch thu xin lỗi gia đình trước nha. Đừng có buồn gì nha, cái này là làm theo giống như là sợ bà thầy bà nghĩ ngợi là khi thầy làm hết rồi mà tại sao còn bốc quả, thì anh Thanh lên để gom hết hộp quẹt tịch thu trong gia đình để vô nước hết. Đó. Rồi bây giờ tiếp theo mà nếu mà mình gom bỏ hết hộp quẹt hết nha, mà còn trong nhà mà không còn ai nữa, một lát ăn cơm xong rồi mời hết gia đình lên ở trên nhà trên, còn ở dưới đây nếu mà nó còn cái chuyện xảy ra nữa là có, đó là cái ngẫu nhiên tự nhiên là không ai làm hết đó. Để như vậy đó, đi xin lỗi gia đình đừng có hiểu lầm, mà để anh Thanh nói là này nọ tại sao lên mà gom một quẹt này nọ để làm cho bà thầy bà hiểu, bà không còn hoang mang nghi ngờ, hiểu không? Để nói sao mà ông thầy ông chị hết mà nhà còn bốc cháy là nó có vấn đề khác bữa hả, mà thầy bà có nói mà phải đi theo giữ. Bây giờ anh Thanh lên gom hết hộp quẹt rồi đó, nếu mà còn bốc cháy nữa thì chị mời thầy chở xuống, là tại vì ở đây canh giữ hết không còn ai hết, đúng không? Rồi hộp quẹt thì gom hết, mọi người lên hết, ở dưới đây cháy nữa thì nói cho thầy biết là ở đây đó ngẫu nhiên thiên nhiên nó cháy, rồi mình mời thầy coi thầy nói sao. Rồi cảm ơn chị Út. Thì hôm nay là anh Thanh anh Út á gom tất cả hộp quẹt rồi cô chú, thì nếu mà nó cháy nữa thì quý cô chú cũng đã hiểu rồi, với thầy cũng chắc hiểu mà. Rồi em cảm ơn chị.
Rồi, cảm ơn. Đây. Thì thực sự câu chuyện ngày hôm nay thì Nút cũng rất là buồn á, nên là đang đi ngày hôm nay là khai trương quán của con Nút. Là Nút là nghe thông tin là bất ngờ là anh chạy tới đây. Chưa ăn nó bụng khát nước cũng chết luôn đó. Chưa ăn luôn hết Nút. Chạy về luôn anh Nút. Thì đó là cái đẹp với cái ngồi mới đặt đích xuống gì nữa cứ cũng xong chứ giật lên. 4-5 lần luôn. 5 lần rồi đó. Bây giờ điện thầy có gì không? Em điện bóc máy điện thầy đi. Bây giờ nếu mà thì hỏi điện đi thì hết thì để em làm thì không có để người ta vậy thôi. Nói số con không. Đấy rồi theo nói của ta nữa tôi biết. Chắc thầy không bóc máy đâu. Điện về máy. Nãy người anh điện cho thầy chưa? Điện rồi không quá. Dạ. Bóc máy điện cả tâm cốt luôn. Bóc máy động máy là điện cho. Nãy giờ điện thầy rồi ạ. À? Nãy mới chắc lần đầu tiên điện rồi đấy. Dạ. Nên anh điện mấy cuộc không? Nhật nó điện hình như 7-8 cuộc, em điện 5-6 cuộc. Hồi nãy anh điện nữa. Thuê bao hay là không bóc máy? Cái bằng đầu đốt chuông mà không ai bóc máy sao tắt nguồn luôn. Thuê bao luôn hả? Tắt nguồn luôn. Khóa tay luôn ha. Tưởng gia đình mình sống yên ổn mà giờ nó lại tiếp tục hả anh? Ừ. Mấy lần luôn. Nãy giờ như 6 lần. 5 lần à nè. Áo 5 lần. Ở trong buồng 2 lần đó. Trong cái tấm niệm 2 lần. Nếu mà tính ra những cái vật dụng mà cháy á là tới 7 cái được. Ừ. 7 cái mà 6 lần, 5 lần. À. Rồi thôi anh tiếp tục làm nha.